Xin kính chào quý cô chú anh chị và các bạn yêu lan trên mọi miền tổ quốc. Em xin được giới thiệu tên là Biểu, chuyên bán phong lan rừng tại Cao Bằng ạ. Và số điện thoại để cô chú anh chị liên hệ đặt hàng bên cơ sở lan rừng nhà em là 0849 490 188 hoặc 0396 164 604. Hiện tại là buổi tối của ngày 8 tháng 3 năm 2021. Thì tối hôm nay bên cơ sở lan rừng nhà em có cập bến mới những dòng hàng lan đẹp để giao lưu cùng cô chú anh chị và các bạn. Và bên cơ sở lan rừng nhà em có ship hàng toàn quốc. Khi cô chú anh chị nhận hàng thì mới phải thanh toán trả tiền cho bên người phát hàng. Giá em báo thì sẽ chưa bao gồm có phí vận chuyển. Và khi cô chú anh chị đặt hàng có thể gọi điện hoặc là nhắn tin theo hai số điện thoại mà bên em vừa cung cấp. Cước phí vận chuyển bên em được tính là từ 3 kg đổ lại, cước phí sẽ là 35.000 cho một đơn hàng. Mỗi 1 kg tiếp theo, cước phí sẽ cộng thêm 10.000 nữa cho 1 kg tiếp theo. Cước phí này thì sẽ được áp dụng cho cả 3 vùng miền Bắc, Trung, Nam trên toàn quốc. Và sau đây em xin được điểm qua chi tiết từng mặt hàng báo giá đến cô chú anh chị và các bạn những cái mặt hàng hiện tại bên cơ sở lan rừng em đang có. Đầu tiên thì em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị cái dòng đai châu hàng lá mít ạ. Đai châu dòng hàng lá mít này 1 kg nó sẽ rơi vào khoảng tầm 7 cho đến 10 cây trên 1 kg. Và cô chú anh chị nhìn cho em cây nào cây đấy bản lá to, lá ngắn và lá dày rất là đẹp như thế này. Em bán với giá là 650.000 cho 1 kg đai châu bản lá mít cô chú anh chị nhá. Đai châu bản lá mít ạ, chứ không phải là hàng đai châu xếp thường đâu ạ. Và bên này đây là dòng lan hoàng thảo hoàng lạp. Hoàng lạp thời điểm bây giờ thì hàng đang bắt đầu là nhú nụ hết rồi cô chú anh chị này. Đó, hàng rất là xanh, tươi và đẹp như vậy đấy ạ. Em bán với giá là 130.000 cho 1 kg nhé. Và bên này đây là dòng lan sơn thủy tiên. Sơn thủy tiên với cả hoàng lạp thì nhìn giả hành rất là giống nhau, thân lá giống nhau. Tuy nhiên với sơn thủy tiên thì hoa nó sẽ cánh dày hơn. Và bông hoa, cái chùm hoa, cái số bông trên một chùm hoa nó cũng sẽ dày hơn ạ. Và sơn thủy tiên em bán với giá là 180.000 cho 1 kg nhé. Tiếp sang bên này đây là cô chú anh chị nhìn cho em cái lô kiếm lô hội, kiếm tiên vũ ạ. Dòng lan kiếm tiên vũ bản lá ngắn, lá căng mướt, bóng loáng rất là đẹp như thế này này. Đó, và dòng lan kiếm lô hội này thì em bán với kiếm tiên vũ nhé. Kiếm tiên vũ với giá là 120.000 cho 1 kg. Và bên này đây là dòng lan trầm tím. Cô chú anh chị nhìn cho em cái dòng trầm tím này thì hàng bên em là đã chọn lựa và những cái cây trầm này thì hiện tại đang chuẩn bị là nứt nụ rồi này cô chú anh chị này. Và những cái cây trầm này thì cái tỷ lệ gãy đầu ngọn là rất là ít. Thân hoa ấy ạ. Hàng thân hoa, hoa gãy đầu ngọn là rất là ít. Nên hứa hẹn để cô chú anh chị có thể có một mùa hoa rất là trọn vẹn. Em bán trầm tím này với giá là 1 triệu cho 1 kg. Và tiếp sang bên này đây là em có hoàng thảo môi tua, hay còn có tên là hoàng long vĩ này. Đó, hoàng long vĩ xanh mướt luôn, hàng cũng đang chuẩn bị có nhú nụ rồi. Em bán 140.000 cho 1 kg. Tiếp sang bên này đây là ngọc thạch ba màu bắc ạ. Ngọc thạch ba màu bắc bây giờ đang có nụ như thế này. Đó, nếu như cô chú anh chị nào mà muốn chơi hoa trọn vẹn nhất thì hãy lấy cái tầm bây giờ nhé. Ngọc thạch ba màu bắc em bán với giá là 150.000 cho 1 kg thôi. Và ý ngọc cũng vậy, ý ngọc tầm bây giờ cũng đang bắt đầu là nhú nụ và mầm gốc đang chuẩn bị lên nhé. Thời điểm tuyệt vời để cô chú anh chị được thưởng thức hoa một cách trọn vẹn cũng như là chăm mầm nhé. Em bán ý ngọc với giá là 180.000 cho 1 kg. Và bên này là dòng lan đùi gà dẹt này. Đùi gà dẹt bây giờ bông khá là lớn rồi, chuẩn bị bung lụa đến nơi rồi ạ. Nên là vận chuyển đóng gói ở trên rừng về thì nhiều nụ nó cũng bị hỏng rất là nhiều. Hàng này thì em xin phép được bán với giá, hàng này thì nói chung là đẹp, tuy nhiên thì không được nhiều lá lắm. Nên là em sẽ để lại với giá là 150.000 cho 1 kg thôi luôn ạ. Và bên này là dòng dáng hương bạch nhạn này. Dáng hương bạch nhạn cho cô chú anh chị nào yêu thích cái hoa màu trắng với mùi hương rất là thơm đậm đà tuyệt vời. Với những cây như thế này thôi nhưng mà khi mà ra hoa, vòi hoa sẽ vươn rất là cao luôn ạ. Cây không lớn nhưng mà vòi hoa cũng vươn rất là cao nhé. Bạch nhạn thì mùa bây giờ chuẩn bị đến mùa nụ rồi. Đó, thì em bán với giá dáng hương bạch nhạn là 150.000 cho 1 kg. Và bên này thì là dáng hương quế tím này. Đó, cây thân lá tím ngắt. Quế tím với cả bạch nhạn thì hoa giống nhau, nhưng hai dòng này thì quế tím thì hoa sẽ rất là tím, còn bạch nhạn thì lại hướng hoa là màu trắng. Quế tím cũng với giá 150.000 cho 1 kg nhé. Em còn hai phần hải yến là xếp rất là đẹp này. Đó, mỗi một phần hải yến như vậy em xin phép được bán với giá là 70.000 cho một phần hải yến. Và em có hai phần kim điệp xuân rất là nhiều luôn. Đó, mỗi một phần kim điệp xuân như vậy thì em xin phép được bán với giá là 60.000 cho một phần kim điệp xuân đi. Đó, rất là nhiều nhé. Và tiếp sang bên này đây là em có hoàng thảo vôi bắc. Hoàng thảo vôi bắc, hàng này thì rất là nhiều thân hoa.
hàng cực kỳ là nhiều thân hoa cô chú anh chị nhé, mầm gốc cũng đang lên này, toàn bộ những thân này đều là thân hoa, hàng đang nứt nụ và vôi bắc. Thì cô chú anh chị nhìn cho em cái bông hoa của nó rất là tím đậm đà. Đây là cái hàng mà đã đóng trong thùng rồi nhá, vận chuyển về ấy, thì mà nó còn tím như thế này thì khi mà cô chú anh chị trồng thì chắc chắn là hoa nó sẽ rất là tím đậm đúng không ạ. Hàng phải nói rất nhiều thân tơ rất đẹp, tỷ lệ thân già rất là ít luôn. Cô chú anh chị về sẽ được thưởng thức hoa mùa, hoa rất là tuyệt vời. Em bán hoàng thảo vôi bắc này này với giá là 250.000 cho 1 kg thôi nhé cô chú anh chị nhé. Đó, nhưng bông hoa vôi bắc một số bông lác đác nở nó rất là tím như thế này. Tiếp sang bên này đây là em có dòng dáng hương đuôi sóc. Dáng hương đuôi sóc cây lá xếp rất là xinh và hàng cũng đang chuẩn bị là nứt nụ rồi, nhú nụ rồi. Chuẩn bị đến mùa nụ của dáng hương đuôi sóc, cũng là mùa ghép tuyệt vời của dòng sóc ạ. Em bán dáng hương đuôi sóc với giá là 140.000 cho 1 kg. Và tiếp sang bên này đây là dòng lan nhất điểm hoàng. Dòng nhất điểm hoàng bây giờ thì cũng đang chuẩn bị đến mùa cũng đang có nụ nhá. Nhất điểm hoàng ạ, 90.000 cho 1 kg nhất điểm hoàng. Với cái bông hoa màu hơi vàng cam và cái họng phớt đỏ rất là đẹp, 90.000 thôi ạ. Và bên này là dòng lan nhất điểm hồng. À, nhất điểm hồng em không còn rồi. À, đây nhất điểm hồng đây. Nhất điểm hồng vẫn còn này. Đó, nhất điểm hồng thì bông hoa rất là to, trắng nuột nà luôn. Với cái họng đỏ nhá, đỏ hồng đỏ rất là đẹp luôn ạ. Nhất điểm hồng 130.000 cho 1 kg. Và bên này là hoàng thảo u lồi hay còn gọi là hoàng thảo ngũ tinh. Hàng đang mầm như thế này này, rất là xinh ạ. Em bán 200.000 cho 1 kg nhé. Hàng này thì hoa rất là đẹp, nở hoa vào thời điểm Tết là chủ yếu. Tiếp sang bên này đây là em có dòng long tu. Long tu hàng bây giờ thì cũng đang bắt đầu là bật nụ này. Đó. Cũng đang bật mầm gốc nhá. Long tu xuân, đây là dòng long tu xuân ạ. Long tu xuân em xin phép được bán với giá là 220.000 cho 1 kg. Đây ạ, mầm gốc cũng đang lên này và hàng cũng đang bắt đầu là có nụ. Mùa ghép quá thì là tuyệt vời của dòng long tu xuân đúng không ạ? Dễ thuần dễ chăm. Tiếp sau bên này đây sẽ là dòng lan hoàng thảo lụa vàng này. Lụa vàng thì em cũng có một ít này thôi, nói chung ấy lô hàng về thì em cảm thấy là mã cũng không đẹp lắm. Ôi, vẫn còn có cây đang nhú nụ này cô chú anh chị này, thân căng mướt luôn, mầm gốc đang lên này. Đó, lụa vàng ạ, hoa rất là bền. Lụa vàng em bán hàng này với giá 180.000 trong 1 kg đi. Bình thường em bán 220 đấy ạ. Hàng này thì em sẽ để với giá 180 thôi nhé. Hoàng thảo kèn tím, hàng này thì chắc chắn là rất là chuẩn kèn rồi. Hàng nở hoa toe toét hết rồi cô chú anh chị này, với những cái bông hoa đã nở rất là tím như thế này đấy ạ. Chuẩn kèn cho cô chú anh chị sưu tầm chăm mầm. Hàng này vẫn còn nụ nhưng mà cái tỷ lệ nụ nó không nhiều, bình thường em bán 650 cho 1 cân. Thì hàng này hôm nay em sẽ để với giá chỉ còn có 600.000 cho 1 cân. Hoặc cô chú anh chị có thể mua theo phần. Cô chú anh chị mình có thể mua theo phần này. Một phần như thế này cô chú anh chị nhé. Nó bao chuẩn kèn cô chú anh chị để sưu tầm. Bông hoa rất là tím đậm đà như thế này. Mầm gốc cũng đang lên. Mỗi một phần như thế này thì em xin phép được bán với giá chỉ 160.000 cho một phần thôi. Đó, thoải mái cô chú anh chị sưu tầm cho mình những cái thân kèn, những cái giò kèn rất là xinh. Và bên này sẽ là dòng lan hạc vĩ bắc. Hạc vĩ bắc với cái thân nó không có dài lắm đâu ạ. Chi chít là nụ này cô chú anh chị này. Và cái thân tím ngắt luôn, thân đen như vậy này. Hàng này thì được mọc một cách rất là tự nhiên ở bên ngoài, nên là cô chú anh chị về sẽ trồng rất là dễ thuần, dễ chăm. Hàng nó dài khoảng tầm 3-40 cm đổ lại thôi cô chú anh chị nhé. Nhưng mà tất cả là đều đang nhú nụ rất là xinh như thế này. Đảm bảo cây khỏe khoắn để cô chú anh chị, cây giống khỏe khoắn cô chú anh chị được ngắm hoa đẹp cho mùa này và làm giống cho mùa tới ạ. Em bán với giá là 220.000 cho 1 kg. Hàng 100% thân tơ luôn ạ. Đó, thân đen chùi chũi như vậy luôn nhé, 220.000 cho 1 kg. Và bên này là cái lô kiều vàng này. Đó, kiều vàng này thì hàng này thì nói chung là vẫn cứ được ngắm hoa làm giống bình thường. Tuy nhiên thì nó không có được nhiều lá lắm. Hàng đẹp thì em đã chọn hết cho khách rồi. Là cái hàng này thì em sẽ để thanh lý luôn với giá em bán là 140.000 trong 1 kg nhé. Bình thường em bán 180 ạ. Thì hàng này vẫn đảm bảo cây giống bình thường nhé. Vẫn được ngắm hoa nhưng mà nó hơi ít lá. Nên em sẽ để với giá chỉ còn 140.000. Cô chú anh chị nhanh tay sưu tầm ạ. Và hôm nay thì em vừa cập bến mới một cái lô trầm rồng đỏ nhé. Trầm rồng đỏ với những cái bông hoa rất là to, tím đậm đà. Tím đỏ đậm đà, hoa thơm ngát ạ, rất là thơm. Và bông hoa trầm rồng đỏ này chủ yếu là nó sẽ nở vào thời điểm Tết. Tuy nhiên những cái bông hoa này nó nở muộn nên là hiện tại cô chú anh chị còn được ngắm một số bông hoa. Và hàng thì cũng đang
một số chậu thì hàng đã nở hoa như thế này rồi và một số thì vẫn còn đang nụ như thế này. Mầm gốc thì cũng đang lên ạ, rất là tuyệt vời như thế này cô chú anh chị nhé. Và đây chỉ là ki 51 thôi nhé cô chú anh chị nhé. Đây chỉ là cây ki trầm rồng đỏ 51 thôi mà cô chú anh chị thấy là nó đã cho hoa này. Cao dài từ 22 cho đến 22, 25 cm trở lên. Đấy. Mỗi một chậu trầm rồng đỏ như vậy nhá, sẽ có hai thân, dài từ 22 cho đến 25 cm trở lên. Đang hoa đang nụ về cô chú anh chị được thưởng thức hoa và đồng thời làm giống cho năm sau luôn. Năm sau những cái cây trầm này chắc chắn nó phải dài tầm 4-50 cm không rơi rồi. Và sau khi cô chú anh chị thưởng thức hoa xong rồi, cô chú anh chị có thể cắt thân già ra này, những cái thân già này để cô chú anh chị những cái mắt đốt còn lại nhá, nó không mọc hoa thì nó sẽ mọc ki. Và đảm bảo là cái ki năm đầu thôi thì cô chú anh chị cũng đã nhân được, với một trầm rồng đỏ này thôi thì cô chú anh chị cũng đã nhân được rất là nhiều những cái chậu trầm rồng đỏ mới cho mùa hoa Tết năm sau ạ. Và một chậu như thế này thì em chỉ bán với giá là 160.000 cho một chậu thôi cô chú anh chị nhé. Đó, 160.000 cho một chậu trầm rồng đỏ, hai thân đang hoa đang nụ và mầm đang lên rất là tuyệt vời. Về thưởng thức hoa và đồng thời làm giống luôn ạ. Và bên này sẽ là những cái chậu sơn thủy tiên xanh mướt mắt này. Hàng bây giờ đang nhú nụ này cô chú anh chị này. Đây ạ. Cô chú anh chị nhìn cho em này, một cái giả hành như thế này nó có thể cho hai cái chùm bông này. Đó, đây ạ cô chú anh chị nhá. Hai cái vòi nụ này, như cây này cũng hai vòi nụ này. Đó, là một chậu như thế này cũng đủ một mùa sơn thủy tiên rực rỡ luôn rồi. Cô chú anh chị thấy là cái hàng này nó sẽ xanh mướt lá quanh năm nên cô chú anh chị sẽ được ngắm lá quanh năm. Và đến mùa hoa mình lại được thưởng thức hoa. Sơn thủy tiên em bán 240.000 cho một chậu sơn thủy tiên như vậy nhá. 240.000 cho một chậu sơn thủy tiên, hàng đang bắt đầu nhú nụ. Và tiếp sang bên này là những cái chậu hoàng thảo chuỗi ngọc. Chuỗi ngọc thì cũng đang bắt đầu là có nụ này cô chú anh chị này. Hàng bây giờ là cái mùa này mùa nụ nên là nó sẽ rụng lá nhá. Này. Đó, đang nhú nụ. Đang khá là, mỗi một chậu thì cũng khá là nhiều thân có nụ nhá. Và một chậu như vậy thì em giao lưu cùng cô chú anh chị vừa được để cô chú anh chị thưởng thức hoa mà lại vừa để cô chú anh chị làm giống, mầm gốc cũng đang lên này. Đó, mầm gốc cũng đang bắt đầu là bật mầm nhá. Em bán một chậu như vậy với giá là 180.000 cho một chậu. Đó, cô chú anh chị nhìn này. Không có lá nhưng vẫn có nụ này. Đó. Đây ạ. Những cái giả hành óng khỏe rất là xinh như thế này. Và tiếp sang bên này đây thì em có dòng lan cắt lai A, dòng lan cắt một lá cắt bông đại nhé. Và ở đây thì em có những cái chậu lan cắt này này, thì em sẽ có những cái màu sắc, đó là màu cánh trắng pha tím lưỡi vàng này. Rồi là hoa cánh, hoa nó sẽ ra bông hoa cánh vàng lưỡi tím này. Bông hoa cánh vàng lưỡi tím và hoa cánh trắng lưỡi vàng nhá. Em có 3 màu sắc như vậy. Hiện tại thì hàng nó đang nụ nhá cô chú anh chị nhá. Hàng hiện tại thì đang nụ ạ. Và những cái chậu lan cát như vậy để cô chú anh chị về được thưởng thức hoa. Nói chung là dòng cát này bông hoa của nó độ to phải trên 10 cm. Cô chú anh chị sở hữu cái mặt bông nào thì cũng không có điểm nào để có thể chê được. Hoa thì rất là thơm, được mệnh danh là nữ hoàng của các loại lan ạ. À. Em chỉ bán với giá là 130.000 cho một chậu thôi nhá. Đó, 130.000 cho một chậu lan cát lai A, dòng lan cát một lá này. Tiếp sau bên này đây là em có những cái chậu giả hạc Hawaii tím xưa với những cái bông hoa siêu to khổng lồ. Hoa thì phải nói là cực kỳ là thơm. Đó, những cái bông hoa rất là to, tím đậm, thơm ngát ạ. À. Và một chậu giả hạc Hawaii tím xưa như thế này, nó có thể đang nụ hoặc là đang hoa và nó sẽ rơi vào khoảng tầm 3-4 thân tùy độ ngắn dài. Đó, hàng này cũng chủ yếu là nở hoa vào thời điểm Tết. Và một chậu giả hạc Hawaii tím xưa, và em cũng có cả trắng nhé. Đây này, ví dụ như những chậu này nụ xanh ngắt như vậy sẽ là da trắng ạ. Và em bán để cô chú anh chị được ngắm hoa cũng như làm giống. Với giá em bán là 140.000 cho một giả hạc Hawaii tím xưa hoặc là trắng xưa ạ. Từ 3-4 thân để cô chú anh chị làm giống. Làm giống và những cái thân này thì có thể là cô chú anh chị sẽ được thưởng thức hoa trong mùa hoa này. Tiếp sang bên này đây là những cái chậu phụ nữ hoàng hậu xanh. Cô chú anh chị cùng ngắm cho em, đây là những cái bông phụ nữ hoàng hậu xanh với cái vòi hoa vươn rất là dài nên là cô chú anh chị có thể tùy chỉnh, tùy uốn tạo dáng theo cái sở thích của mỗi người. Đó, theo sở thích của mỗi người ạ. Một cái chậu nó cũng không có lớn lắm mà cô chú anh chị có thể thấy là nó cho những cái bông hoa rất là tuyệt vời như thế này này cô chú anh chị này. Và đây cô chú anh chị cùng ngắm cho em những cái chậu phụ nữ hoàng hậu xanh của bên nhà em nhé.
Một chậu như vậy thì sẽ có khoảng tầm 2-3 giả hành rất là to, bự chảng, to bằng cái cổ tay luôn nhé. Và hàng hiện tại là đã trưởng thành, có thể chuẩn bị cho hoa hết rồi ạ. Và em bán một chậu như vậy chỉ với giá là 140.000 cho một chậu thôi, là vũ nữ hoàng hậu xanh. Còn bên này sẽ là những cái chậu vũ nữ sô-cô-la. Vũ nữ sô-cô-la, cô chú anh chị cùng ngắm cho em mặt đông của dòng vũ nữ sô-cô-la. Vòi hoa cũng vươn cao không kém cạnh gì ạ. Và một chậu vũ nữ sô-cô-la như thế này, cái giả hành của nó đấy ạ, chậu này cũng rất là sum xuê, cũng 3-4 giả hành trở lên, giả hành cũng rất là bự luôn. Em bán một chậu như vũ nữ sô-cô-la này cũng với giá 140.000 cô chú anh chị nhé, giả hành rất là to. Và tiếp sang bên này đây là em có những cái hình đai châu, đai châu rừng hàng lá mít, bóc trụ hàng lá mít. Cô chú anh chị có thể mua hàng cân hoặc là mua hàng theo hình này cũng được. Thì em xin phép được giới thiệu đến từng hình đến cô chú anh chị nhé. Hình số 1 ạ. Hình số 1 ở đây em có 3 cây này cô chú anh chị này. Đó, 3 cây nhá. 3 cây ở hình số 1, 3 cây châu mít này. Xin phép bán 290.000 cho hình số 1. Hình số 2 với 4 cây ạ. Cây 1 này, cây số 2 này, cây số 3 và cây số 4. Đó, cô chú anh chị có thể mua hàng cân hoặc hàng hình cũng được. Hình số 4 này 270 này. Tiếp theo là hình số 3. Hình số 3 thì một cây lá rất là bự chảng mà có lỗi lá nhẹ ở đây này. Và bị dập lá ở đây nhá. Trên này một xíu nữa. Thì ở đây có hai cây, nói chung là bản lá của nó phải nói là siêu to, siêu đẹp luôn, nhưng hơi bị dập ở cái lá bên dưới này một tí. Là cái hình này em sẽ bán với giá 350.000. Và tiếp theo là cái hình số 4. Hình số 4 này em bán 230.000 cho hình này 3 cây. Đó, cô chú anh chị cùng ngắm cho em 3 cây này. Hình số 5, 2 cây ạ. 2 cây này em bán với giá 200.000. Và hình số 6 em bán là 3 cây 260. 3 cây 260 nhá. 2 này, 3 cây. Và hình số 7 cũng với 3 cây em bán 260. Dạ, cây số 1 này, cây số 2 này, đó, cây số 3. Và hình số 8. Hình số 8 thì em có 3 cây ạ. 3 cây, 2 cây thôi, 2 cây rất là to. Hai cây cực to và rất là đẹp. Hai cây này em bán 330.000 nhé. Tiếp theo là hình số 9, cũng có 3 cây, em bán 220.000. 220.000 cho 3 cây này. Và hình số 10. Hình số 10 này có 2 cây, em bán 230.000. Và hình số 11. Hình số 11 em có 5 cây ạ. 5 cây này em bán 320. Đây, 2 cây dưới nhé. 3 này, 4 này, 5 cây. Và sang bên này sẽ là những cái hình ám mắt trâu lưng xanh. Cái dòng hàng ám này được coi là mặt bông ám đẹp nhất trong các dòng bông ám. Cô chú anh chị nếu như tìm hiểu về nó thì cô chú anh chị biết rằng người ta bán những cái hàng cây không phải cây giống. Người ta có thể nhân với mỗi một sen là 20.000 cho một sen nhé. Đó, cô chú anh chị hoàn toàn có thể lên xem nhiều trang, đa số người ta phải nhân x2. Đó, tuy nhiên thì những cái hình này em sẽ bán với giá rất là nhẹ nhàng, bình dân để cô chú anh chị sưu tầm nhé. Em có hình này hình 12. Hình 12 này thì phải dài khoảng tầm 30 cm nhé. Hình này em bán 350.000. Đó, trên 30 cm. Mà có 350.000 thì cô chú anh chị thấy là mỗi một sen nó chưa vào có 10.000 đúng không ạ? Chỉ vào khoảng tầm 10.000 cho một sen thì giá chỉ bằng có cũng rất là rẻ luôn. Hình tiếp theo là hình số 13. Em bán 180.000 cho một cái con kiến mập nù này. Và hình số 14 em có hai kiến này. Hai kiến rất là nù, khỏe, rất lực như thế này. Em bán 280.000. Hình số 15, 330.000. Cái con này thì còn quấn cả cái cục gỗ giá thể cũ này. Cây là con này cũng khoảng tầm 25-30 cm. Em bán hình này với giá 330.000. Tiếp theo hình số 16. Hình số 16 này có hai con nù như vậy. Em bán 220.000. Và hình số 17, 260.000. 260.000 cho hình 17. Hình số 18 là 240.000 cho con này, cũng gần 20 cm. Và hình tiếp theo, hình số 19. Hình số 19 này 290.000, có hai con nhé. Và tiếp theo là hình số 20. Hình số 20 này em có hai con ạ. Một con, hai con này. Hai con nù như vậy em bán với giá là 300.000. Và hình số 21 em cũng bán 300.000 cho con này. Nó cũng dài gần 30 cm. Đó. Tính vào mỗi một sen có hơn chục nghìn một sen thôi. Đấy là hàng giống ạ, chứ không phải là hàng dài nhé. Và tiếp theo sang bên này đây là em có hình số 22. Em có một cái giò cáo xanh mướt như vậy này, chuẩn bị đến mùa hoa cáo rồi ạ. Cái giò này em bán 200.000 ạ. Hình tiếp theo là hình số 23. Một mẹ với 3 con cáo, 3-4 con cáo này.
Đó, cái hình này em bán với giá là 180.000. Hình tiếp theo hình 24 160.000 cho giò cáo này. Hình số 25 180.000 cho cái giò cáo xếp rất là xinh này, 180.000. Và hình số 26 170.000 ạ. 170.000 cho giò phần này có 3 con cáo nhé. Cáo xếp xinh như vậy ạ. Hình số 27 160.000. Và hình số 28 này. Hình 28 đây em bán 160.000. Và hình số 29 cái giò cáo này này. Giò cáo này có một cái ngọn xếp V này. Với hai ngọn bên này nó bị hỏng ngọn nhưng bây giờ nó đã mọc ngọn con rất là xinh như thế này rồi. Và hình này em bán là bao nhiêu nhỉ? Hình cuối cùng này là hình số 29 150.000. Ở ngoài ra thì em có thêm rất là nhiều những cái đặc sản của vùng rừng Cao Bằng. Những cái đồ ngâm rượu và đặc sản dạng rừng Cao Bằng. Táo mèo khô với giá là 100.000 trong 1 kg này. Sim khô 100.000 trong 1 kg. Chuối khô, chuối hạt khô nhé, chuối hột khô ạ. 100.000 cho 1 kg này. Miến rong vùng phe đén nguyên bình với giá 130.000 cho 1 kg này. Hoàng tinh 200.000 cho 1 kg ạ. Và hà thủ ô đỏ với giá em bán là hà thủ ô đỏ là 300.000 cho 1 kg. Tầm gửi cây nghiến 190.000 cho 1 kg. Tầm gửi cây chanh với giá 230.000 cho 1 kg. Và rễ mũ tần với giá là 150.000 cho một cái bọc này. Và cái bên này là chè rào khổ lam. À không, trà sơn mật hồng sâm ạ. Cô chú anh chị thấy là rất là nhiều hoa như thế này nhá. Em bán với giá là 100 bao nhiêu nhỉ? Ở đâu 80.000 cho một giò giả, một túi chè rào khổ lam này. Và à không, chè sơn mật hồng châm sâm chứ. Chè rào khổ lam thì em bán với giá là bao nhiêu? 60.000 cho một hộp chè rào khổ lam. Có 20 túi lọc bên trong. À bên này thì em còn có cái dòng kiếm hàng gieo hạt nhá. Đó là kiếm. Đây là hàng kiếm được gieo hạt từ những cây kiếm đột biến ở rừng Việt Nam với những cái rất là giá trị của rừng Việt Nam. Nhất là dòng lan kiếm huyết long. Em bán với giá mỗi một chậu như thế này, gieo hạt và nhân giống. Gieo hạt từ cây mẹ, nhân giống từ cây mẹ của rừng Việt Nam và trồng ươm tại Việt Nam luôn nhá. Cô chú anh chị thấy là cây rất là khỏe khoắn, rất là lực. Em bán một chậu như vậy với giá là 80.000 cho một chậu. Và bên này là dòng lan kiếm xanh Huế. Kiếm xanh Huế hiện tại thì hàng mà tách từ thân mẹ thì mỗi một thân cũng khoảng tầm 3-4-50 triệu một thân rồi. Chậu này là chậu kiếm xanh Huế được gieo hạt từ cây giống kiếm xanh Huế đột biến của rừng Việt Nam đấy ạ. Em bán một chậu như vậy với giá 80.000 nhé. Và bên này là dòng lan kiếm Phan Chí. Kiếm Phan Chí thì em bán với giá là 85.000 cho một chậu. Bên này là đai châu này, cô chú anh chị này. Những cây đai châu hàng chậu nhựa rất là xinh. Em có màu đốm này, màu hồng này. Màu đốm và màu hồng nhá. Đây ạ. Những cây này thì năm tới này cô chú anh chị về trồng là khoảng cách giữa hai tán lá cũng dài trên 20 cm rồi nhá. Đây là khoảng cách giữa hai tán lá. Chậu rất là xinh xắn, rất là đẹp như thế này. Em bán 95.000 cho một chậu. Cô chú anh chị nào lấy từ 5 chậu em sẽ để với giá còn 90.000. Cô chú anh chị về chăm sóc đến mùa hoa tới này sẽ được ngắm hoa nhé, Tết ạ. Còn bên này là những cái cây châu nó lớn hơn. Đó, cây châu lớn hơn. Hàng này thì đã có hoa ở những năm trước rồi. Ở đây em có màu tím đốm, chỉ còn duy nhất màu tím đốm thôi, 130.000 cho một chậu. Bên này em có rất là nhiều những cái chế phẩm và vật tư dành cho hoa lan này. Chế phẩm và vật tư dành cho hoa lan em có các loại phân bón. 3 loại phân bón thông minh tan chậm có kiểm soát dành cho 3 giai đoạn phát triển của cây đồng giá 30.000 cho một lọ này. Rồi là 3 loại phân bón lá dành cho 3 giai đoạn chất phát triển của cây cũng đồng giá 30.000 cho một lọ. B12 giải độc cho cây 30.000 cho một lọ. B1 thái 40.000 cho một lọ. Liền da sẹo đen 50.000. Liền da mỹ tiến 40.000, Hùng Nguyễn 25.000 cho một lọ, 50.000 cho một cặp. Duy xanh là 50.000 cho một ống. Duy đỏ là 60.000 cho một ống. Atonic là 10.000 cho một gói. Dưỡng chất AB 85.000 cho một lọ dưỡng chất AB này. Thuốc trị đẹp và các loại sâu gây hại cho cây trồng với giá 20.000 cho một gói. Cát tan đặc trị thối nhũn của Thái với giá là 35.000 cho một lọ. Kinkin Boom đặc trị thối nhũn của Thái. Em bán Kinkin Boom này 25.000 cho một lọ nhé. Và em có siêu da rễ N3M. Siêu da rễ N3M với giá là 30.000 cho một lọ này. Đó, siêu da rễ N3M 30.000 cho một lọ. Bả sen 20.000 cho một gói này.
phân bón dạng nén 20 là 100.000 cho một cái lọ phân bón dạng nén này. Phân bón dạng túi lọc này. Cung cấp dinh dưỡng cho cây trồng trong mọi giai đoạn phát triển và đồng thời kích thích ra rễ cực mạnh. 20 túi lọc bên trong cho một hộp như vậy với giá 35.000 cho một hộp. Chicho Đề Ma phân bón vi sinh kháng nấm cực kỳ là hữu hiệu. Một gói như vậy chỉ với giá 15.000 và cô chú anh chị lấy một hộp. Khối lượng lên đến 1 kg chỉ với giá là 130.000. Em có thêm phân bón của, đây là phân bón của Thái, phân bón của Thái nhé. Em bán một lọ phân bón của Thái này với giá là 50.000 ạ. Còn đây là cái dây buộc lan chiều dài 100m của cái dao cắt kèm theo, 35.000 cho một cái cuộn dây buộc lan này. Bên này bên em vẫn có thêm cái sản phẩm bỏ thông phân dê, đồng giá 20.000 trong kg và rêu rừng là 5.000 trong kg. Và có vẫn có sản phẩm đó là tinh dầu hồi của vùng Cao Bằng ạ, với giá là 40.000 cho một lọ, có dạng treo, dạng lăn và dạng nhỏ giọt nhé. Em vừa giới thiệu đến cô chú anh chị tất cả những cái mặt hàng hôm nay bên em đang có. Và cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi clip bên cơ sở lan rừng nhà em ạ. Em xin phép dừng clip ở đây. Chúc cô chú anh chị và các bạn có một buổi tối mùng 8 tháng 3 thật là vui vẻ, ấm áp bên người thân và gia đình.